你好。你编号几号？他编号618。你去过台湾了吗？em đi qua Đài Loan chưa？ em chưa。他没有去过。在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan em có người thân bạn bè không？ em không。他没有。你会抽烟喝酒吗？ em hay hút thuốc uống rượu không？ em không。他不会。目前在越南你做什么工作？现在em đang làm công việc gì？ em đang làm tiệc。他当机械工。一个月薪水是多少？một tháng lương là bao nhiêu？ 350。他薪水大概150块美金。来台湾工作很辛苦，你受得了吗？đến Đài Loan làm việc rất là vất vả, em có chịu được không？ em chịu được。他受得了。如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？nếu ông chủ yêu cầu em tăng ca, em có đồng ý không？ em đồng ý。他愿意。对今天面试的工作，你还有什么问题要问吗？ngày hôm nay phỏng vấn em còn vấn đề gì cần hỏi không？ em không ạ。他没有问题。你都清楚了吗？em đều rõ rồi chứ？ em rõ rồi。他清楚了。今天你回答的问题你要老实确实，不能欺骗，你知道吗？những câu trả lời của em ngày hôm nay phải thành thực trung thực, không được lừa dối, em có hiểu không？ em hiểu ạ。他了解了。今天你，那请你起来提下包。bây giờ em đứng dậy mang bao phát。来，开始。bắt đầu。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，谢谢。OK， 谢谢。